Xin chào tất cả mọi người, tất cả buổi sáng ngày đêm của bạn nhé, và để đỡ mất nhiều thời gian thì sẽ tôi đi chơi nhà. Ok, nay tôi đang buồn, tôi đang buồn, tôi đang thất tình. Tình em kia bảo yêu luôn. Tôi đang thất tình đó. Xóa xe lớp rồi. Phần con gái chứ không là đó, qua tán nhau thì và xong kết thúc. Mày đứng như đấy. Ok, tiện luôn. Đi đi làm sáng mà ngon suy quá. Tôi đang đi đến 7 giờ sáng ngay là đủ. Thôi đi rồi. Thôi khỏi cái máy nghe thế nào. Hả? Nghe nào bây giờ. Tôi đứng sáng 7 giờ sáng mà. Tôi đi ngủ quá. Ngủ đi. Chắc ngủ được. Khô quá. Chú quá. Chú quá. Đâu là trang cảm. Hình đấy hả? Rồi, hãy nói thiếu thiếu gì chưa? Cái nhau hả? Nhưng vừa to lắm. Tấn Anh xin phải cho thằng mấy người. Hết tiền. Hết ca này. Hết ca con khác. Con khai của ai buồn mắn nè. Tôi chỉ tán con khác thôi chứ biết sao giờ. Hay con mới thì thực ra giờ có nhiều lựa chọn thôi nhưng mà tôi nó bắt tôi ai? Anh Đức. Mà em sẽ giới thiệu anh cho Tuấn Anh. Nu hết cứu càng hết cứu. Tiếng con trai thì chỉ con trai cái tách âm cho bọn mình vậy nhỉ? Đưa âm đây, tách cho... Tiếng con trai là con trai tách âm. Đưa âm đây, tôi tách cho... À, mình nhàn. Ủa, xin mình đấy mà chị con trai làm. Đưa âm đây, tách cho. Ủa, xin. Thích mà không tin tưởng chỉ dạy. I feel... Ủa, không thể ra. Đấy, đi đo đấy. Thật sự là như vậy. Đưa âm đây, tôi tách cho. Thế tôi còn chưa tải giờ rồi, ý là vừa tải vừa tải, ý là vừa tải vừa tách, xem mình tải là không biết tải. Thế tôi tải luôn cho đâu lấy một thằng nào đấy. Mày gái xem con nào ngược bụng là lấy. Cứ con nào ngược bụng là lấy. Mày nhờ, mày mà mày ví dụ nhau. Vũ Minh Ngọc. Hả? Quên là anh nhớ à? Có. Vũ Minh Ngọc là cái con mà thích hay leo hồi xưa ấy. Cái bóng nhớ rồi. Đấu. Ờ nhớ mà, có con đợt đấy mà. Cương bảo suốt ngày lấy của con đấy mà. Ừ, tôi bắn những nó, tôi đọc không biết.
một bán đầu lấy hết hàng to trên đầu cả là hết kiểu. Ok nè mọi người, tôi vậy giờ to đầu chưa ta đi cái mới nó lên cắt mà trần làm cắt mà chúng ta đi mới cái mới nó lên cắt 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 mày biết cái nào làm thu mày cứ 10 phút để dễ tìm lắm. Đánh được má đã được đánh được. Lu nhờ mày quý quả không tính là ảo. Ok. Mày lòng sò dưa ăn nó chicken lòng lòng sò dưa gà nữa mà đổ đi qua nhà này nó ăn đi không bao giờ no có ba bữa nhà sao tôi chuyên đi không phải là hàng tôi sò dưa mấy cái thịt đấy rồi tôi thịt luộc bắt đầu mấy câu dạy khờ như thế ăn cá kho Bye bye.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu tất cả mọi người tên là Will Chang Sims. À, từ từ. Đâu thế nhỉ? À, đúng rồi. Okay, mọi người tới đi. Okay, nè mọi người. Cái bóng phương diện bị là World Pen đúng không? Nhắc nhẹ. Ok nhiều. Hôm nay sẽ làm một việc rất là quan trọng. Wow, một ngày quan trọng của em. Giữ vậy sao? Mấy ngày rồi. Ngày quan trọng là gì vậy? Sang nhà bà gì chơi? Chơi chơi gì cả? Cô gì? Không. Ơ cái kênh Tuấn Anh Free Fire về không anh? Dạ. Đã tìm. 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 No. Anh. Ok đấy nó báo là tài khoản cái gì đấy. Cái ma trên vào lại. Đây coi cái hỏi kia cái con mà tôi chuyện con này mà. Hả? Nó đi về trong vào về trong này. Thì như thế đó. Hết kiểu được được cái gì. Thì là nó có qua làm để cho nó qua xem buổi đầu này. Ok. Mình có biết mình không? Thực tí nhỉ? Cái thông tin này tất nhiên nó không phải có anh nữa sao? Sao? Ô tí này sao? Được nhiều thích nữa. Giờ sao đây quay một trăm lái cái được tí cùng có một cái một trăm lần. Mấy cái ăn xong rồi thì chết. Cũng nhiều đấy. Cũng nhiều mình đỡ mệt. Quay 1.000 cái đi sao phát chán luôn. Quay em ca là con lộn. Quay ai? Quay anh ở dưới hầm đi lên. Các bạn cứ bỏ ra, anh không cầm rồi, anh mất tiền, anh không cầm đâu. Ok, đây mọi người. Một cái tôi ạ. Tôi lên. Chào, lại đã cho em. Làm chơi. Ok, sụp một. Hôm qua ngỏ ra ngân hàng, họ lấy xong ra ngân hàng thì nó lại ít cầu trung quốc. Nên là sáng nay nó sinh
Vâng, sẽ hôm nay mới tranh nhất có thể cho mình xem nha. No. Thế là gì? Cái 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 gì? Chứ nó không phải 1 triệu sút. Hai cái này ít tiền đấy. Lớn ít, cái này ít mà cái này đẹp. Cái này từ lâu rồi. Cái này kháng mấy lần. Chăm chạy đi. Con người chạy chạy cái này nha. Em đang quẩy chúng nó chơi Free Fire nhỉ. Ngồi này chán quá. À, mini cờ đã bị reset rồi nhỉ. Quên đi. Ok. Ok, nào. Hay rồi, người đi. Từ giờ đến cuối tháng chốt trên tầm 10 đơn rất là đẹp. Hết kiểu. Em chuyển tiền cho mọi người. Ok nha mọi người. Mẹ 30 phút nhỉ. Anh âm nửa âm. Ok nha mọi người. Ok. Có ai dùng tôn không? Thịnh dùng tôn không Thịnh? Thịnh ơi, hả? Dùng tôn không? Không, được không? Anh sao dùng tôn không? Anh đánh 100 này. Anh cột 100 này. Anh cầm đôi át này. Đánh tua này. Đánh 400, 450. Nhưng mà cát khi là như nó cầm đôi át bây giờ 1 triệu hoặc là 450. Ok. Cái đồng tư thu về đâu mà? Quần quần. Anh đưa dùng tôn mấy? Thế em dùng tôi 1 nha. Ôi kiểu. Chưa đấy nha. Chưa được anh ơi, chưa được, chưa được. Chưa được, chưa được. Cóp được mà. À, cóp, cóp dài. Cái này bắt laptop nó tập bài sát hơn.
Và viên tập của mình đến kết thúc ngay. Tất cả mọi người nhớ biết tiếp theo mọi người like, share, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ được trong màu bức tranh. Bố xin xin đăng lại xe nhé. Mày nhờ anh ạ. Ok, anh ta phải nhớ rằng mọi người sẽ đăng lại tranh nhà. Tôi luôn cứ nhanh cứ nhanh. Okay. Hả? 9 cái là... Hả? Thế này kìa đúng. Qua đi luôn, qua đi luôn, qua đi luôn. Tôi quên sắp bắt màn lo gì. Vem, vem.
Ok. Hay quá. Ôi kìa. Ăn luôn đấy. Hết kêu. Ôi bỏ nha. Nhơn. Ăn đi. Ăn một cái. Ok. Mày nghe chưa lấy cái này 30 phút. Sắp được bị cầm. Biết từng có cái kiểu đấy thôi. Để tôi ra ngoài tôi cũng chạy. Ok mọi người. Quán mùa đó lẻ đi đông cả thủ đô không chứ không? Mày có thể một cân mít giấy được cả cầm hơn 15 năm nay họ sẽ lên lộn quỷ ái cầm cái này 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 bây giờ mình ra tiền đi chứ. Ok.
phải con tí á. Mình xuống đi là gì hả cô? Nhà thì đối diện. Ok. Ok, và bây giờ mình để đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn tiếp theo. Mình lại sẽ đến thầy ngủ nha. Bye bye. Find she's been dreaming of. Oh, she fell for him very hard. His looks and charm and his streetwise.